Hello, xin chào. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì trong clip hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái móc 95. Tại sao mình lại nói móc 95? Bởi vì móc 95 là một góc cực kỳ quan trọng tại võ lâm Ngạo Tuyết. Nó quyết định nhiều thứ, với võ lâm Tân Kiếm Hiệp hay là võ lâm Thiên Tiệt thì nó khác. Nhưng ở võ lâm Ngạo Tuyết thì nó hoàn toàn được thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi này á là anh em chúng ta lại không biết. Các bạn nha, anh em chúng ta lại không biết. Vô hình chung một số anh em mình thấy, mình mới biết. Đầu tiên các bạn thấy đấy, cái móc 95 nó sẽ quyết định được các bạn đủ điểm hoạt động 20 điểm. Nó sẽ giúp cho các bạn đủ điểm hoạt động 20 điểm. Đấy, 20 điểm hoạt động nó sẽ đặt móc giúp chúng ta. Đầu tiên thì các bạn sẽ gọi là chúng ta săn bốt sát thủ, chúng ta săn 4 con, chúng ta sẽ kiếm được 4 điểm. Chúng ta sẽ kiếm được 4 điểm từ bốt sát thủ. Sau đó các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ gia tảo. Nếu chúng ta hoàn thành được 6 nhiệm vụ gia tảo, chúng ta được 6 điểm nữa là tổng cộng là 10 điểm. Chắc chắn chúng ta đã có 10 điểm. Sau đó chúng ta tham gia tống kim mỗi trận 2 trận, trận 14 giờ và trận 21 giờ. Chúng ta cứ tính trận thua đi các bạn, tính trận thua đi. Thì chúng ta được 2 điểm, tổng cộng là chúng ta được 14 điểm. 14 điểm, chúng ta đi phong năng độ một lần free là 15. Chúng ta chỉ cần lên thuyền là có 1 điểm. Chúng ta hoàn thành xong, có nghĩa là đi hết ải là 1 điểm, là được 16 điểm là vượt ải. 16 điểm chỉ còn 4 điểm nữa thôi. Thường thường là chúng ta sẽ vào ban hộ, chúng ta làm nhiệm vụ ban hộ, chúng ta lấy 4 điểm thì chúng ta sẽ được 4 điểm là đủ 20. Nhưng nếu chúng ta đạt cấp 95, chúng ta đặt móc thì chúng ta sẽ nhận làm nhiệm vụ vận tiêu. Đây. Nhiệm vụ vận tiêu nó chỉ yêu cầu cho chúng ta ở cấp 95. Là khi chúng ta đạt cấp 95, chúng ta sẽ được làm nhiệm vụ vặn tiêu. Mỗi khi tiêu hoàn thành chúng ta được 2 điểm. Tổng cộng chúng ta vặn được 2 tiêu free là chúng ta được 4 điểm. Vậy chắc chắn chúng ta sẽ được 20 điểm. Mà chúng ta không cần phải lo lắng là phải vào ban hội, phải xin vào ban hội. Cho nên nhiều anh em là hiện tại không có vào ban hội là vì vậy. Bởi vì nó không cần thiết. Không vào ban hội vẫn đủ được 20 điểm. Trước đây ở Võ Lâm Thiên Tuyệt hay là Võ Lâm Tân Kiếm Hiệp thì là cấp 105 mới đi được. Nhưng hiện tại ở bên này cấp kinh nghiệm nó thấp, thành ra là admin đã fix xuống còn 95. Thì cấp 95 các bạn có thể đi vận tiêu được rồi. Vậy chúng ta đã, khi chúng ta cố gắng cày lên 95 thì chúng ta sẽ đủ móc. Đấy, vậy cái vấn đề ở đây là gì? Một số bạn bây giờ chưa đạt cấp 95 thì chúng ta hãy tận dụng ăn event ca vạn. Event ca vạn là một event cực kỳ rẻ. Nó rất là rẻ luôn. Ấy, chúng ta ăn event ca vạn, chúng ta đạt móc được 2 tỷ kinh nghiệm, chúng ta đẩy cấp lên cấp 95. Đấy, thế là chúng ta ổn định thôi. Khi chúng ta đạt cấp 95 thì chúng ta cứ tành tành tà tà thôi các bạn, không có vấn đề gì quan trọng. Đấy, đó là những cái mình chia sẻ cho các bạn, là cái móc giúp cho anh em đẩy cấp được ok nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như ủng hộ mình. Anh em nào chưa đạt cấp 95 hãy cố gắng đạt móc cấp 95 để chúng ta hoàn thành tham gia được vận tiêu. Tất nhiên khi chúng ta tham gia thiên bảo khố thì chúng ta lại thêm được vài điểm nữa, vậy thì nó càng được nhiều hơn. Nhưng mà thiên bảo khố là cấp 100, còn ở đây chúng ta cấp 50, cấp 95 là chúng ta đủ rồi. Đó là những sự chia sẻ của mình về tựa game Võ Lâm Ngạo Tuyết. Các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Và anh em nào chưa biết thì hãy nhanh tay lượm ngay cấp 95 và tham gia vận tiêu, một tính năng cực kỳ thú vị tại tựa game Võ Lâm Ngạo Tuyết. Xin cảm ơn các bạn và xin chào anh em.